gì quấy cũng sẽ trả lời được. Trong đây thì có 5 giám khảo mà hết 3 giám khảo không khen em. Thì hiện tại thì trong lòng em như thế nào? Có một câu con rất là thích, nó là tiếng Anh, có nghĩa là the queen fixes all the crown. Thì trong tiếng Việt nó có nghĩa là một nữ hoàng thật sự thì mình sẽ gọi là sửa vương miện cho nhau. Đó là một cái nghĩa lóng, còn cái nghĩa đen là chúng ta đến đây chúng ta là những thí sinh, nhưng mà thật sự ngoài ra nữa thì chúng ta còn là những người bạn của nhau nữa. Và nếu như mà con đứng đây bạn của con được khen, hoặc là một người em hoặc là một người thí sinh cũ của con được khen, thì đầu tiên con sẽ vui cho bạn con trước. Còn đối với bản thân mình thì đó sẽ là cái động lực để cho con sẽ phải về nhà, con suy nghĩ, con mất ăn mất ngủ để con làm sao mà con tìm ra những cái cách mà cho ban giám khảo nhận thấy là à, hình như là bạn ấy cũng có đầu tư và bạn ấy cố gắng thay đổi so với những vòng trước đây. Tôi biết là em rất thông minh, em tập trung vô toàn bộ là suy nghĩ, tư duy. Nhưng mà hình như em quên để ý tới trái tim của mình. Bởi vì trái tim của em rất là yếu, nó yếu đuối lắm. Khen người khác cái là em buồn liền mà em thể hiện trước mặt chúng tôi. Tôi hy vọng là những lần sau gặp em tôi sẽ thấy một cái tâm hồn mạnh mẽ, một tâm hồn đầy yêu thương. Để cái sự yêu thương đó hiện rõ trong đôi mắt của em khi em cười. Em nghĩ là tất cả các cuộc chơi là công bằng, và nếu như em đi tham gia cuộc thi khác và có một thí sinh mà mọi người nghĩ là mạnh thì đầu tiên thì mình cũng hơi không thích, nhưng mà sau đó thì mình phải vượt qua cái cảm xúc cá nhân đó, giống như cô Xuân Trang vừa chia sẻ. Và mình phải nghĩ lại là khi mà cuộc chơi có nhiều người mạnh, đó chính là khi cuộc chơi đó uy tín, và đây là cơ hội để cho chúng ta học hỏi nhiều hơn.